Thật rồi, chúng ta làm một câu được trích trong sách khoa học tự nhiên lớp 6 môn sinh học. Đây bài như sau. Hiện tượng ngộ độc thực phẩm tập thể ngày càng nhiều, trong đó không ít vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trong trường học. A. Hãy nêu một số nguyên nhân dẫn đến ngộ độc thực phẩm. Câu A. Những nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm gồm có: thứ nhất là thực phẩm quá hạn sử dụng. Nguyên nhân thứ hai gây ra ngộ độc thực phẩm đó là thực phẩm bị nhiễm khuẩn. Nguyên nhân thứ ba đó là thực phẩm nhiễm hóa chất độc hại. Nguyên nhân thứ ba đó là thực phẩm được chế biến không đảm bảo quy định vệ sinh. Đó là một số nguyên nhân gây ra ngộ độc thực phẩm. Câu B yêu cầu chúng ta là nêu một số dấu hiệu nhận biết khi người bị ngộ độc thực phẩm. Như vậy, một số dấu hiệu khi chúng ta biết chúng ta bị ngộ độc thực phẩm đó là đau bụng. Tiếp theo là bị tiêu chảy. Cái thứ ba đó là sốt. Cái thứ tư đó là chúng ta nôn mửa. Tiếp tục C. Làm thế nào để ngừa ngộ độc thực phẩm? Muốn ngừa thực phẩm thì chúng ta sẽ, thứ nhất là chúng ta nên ăn thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và có hạn sử dụng. Thứ nhất đó là ăn thực phẩm. Có nguồn gốc rõ ràng. Và phải còn hàng sử dụng. Cái thứ hai đó là chúng ta phải kiểm tra thực phẩm trước khi ăn. Thứ ba các bạn cần lưu ý đó là chúng ta cần phải đảm bảo thực phẩm trước khi đi vào chế biến thì nó phải sạch, không bị nhiễm hóa chất độc hại. Và cuối cùng đó là chúng ta phải chế biến thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Chế biến thực phẩm. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp theo đó là cái này là chúng ta là gì? Thực phẩm bị nhiễm hóa chất độc hại. Nhiễm hóa chất độc hại đúng không? Thế bây giờ chúng ta sẽ là như này, chúng ta sẽ là sử dụng thực phẩm sạch không nhiễm hóa chất độc hại. Sử dụng
Thực phẩm sạch. Và không chứa hóa chất độc hại. Đó là bốn cái yêu cầu mà chúng ta sẽ ngăn ngừa được ngộ độc thực phẩm. Thấy chưa? À, theo đánh giá của thầy thì câu này không khó. Câu này chúng ta đây là một câu hỏi tình huống thực tế, chúng ta thể trả lời được bất cứ lúc nào cũng được, không cần dựa vào nội dung của bài virus và vi khuẩn đâu ha.